Rồi, và chúng mình sẽ đến với một phó từ là chi khu. Rất nhiều bạn sẽ thắc mắc cái từ chi khu này với một cái từ là từ travertour. Các bạn sẽ bảo là nhiều lúc mình không chắc là dùng cái nào. Bởi vì chi khu cũng dịch là gì? Gần như, dường như, suýt nữa, xém, kiểu dự đoán. Thì hôm nay chúng mình sẽ cùng phân biệt xem chi khu và travertour khác nhau như thế nào. Câu đầu tiên, chúng mình đến ví dụ để hiểu cách dùng nó đã. Anh ấy nói tiếng Trung rất là tốt. Vừa nãy chúng mình dịch là gì ạ? Tha shuo han yu, nếu theo đúng cấu trúc thì phải lặp lại. Tha shuo han yu, shuo de hen hao. Còn nếu bạn nào mà nhớ cái cấu trúc trạng thái, bổ ngữ trạng thái, mình có thể đổi cái tiếng Trung lên trước cho cái tân ngữ lên trước gì? Tha han yu, shuo de hen hao. Đồng trạng ngữ pháp về bổ ngữ trạng thái. Gần như giống người Trung Quốc, thì chúng mình nói gần như giống người Trung Quốc là gì? Chi khu hờ Trung Quốc rèn yi yang. Chi khu hờ Trung Quốc rèn yi yang. Gần như giống hệt người Trung. Nếu chỗ này các bạn muốn thay bằng từ travertour có được không? Vẫn được như bình thường đúng không ạ? Travertour hờ Trung Quốc rèn yi yang. Như vậy trong câu này thì cả hai đều không có gì cả, đều được đổi vị trí cho nhau. Tha han yu shuo de hen hao. Travertour hờ Trung Quốc rèn yi yang. Vậy bây giờ chúng mình sẽ đến xem sự khác biệt giữa chi khu và travertour ở chỗ nào. Trước tiên đó là travertour thường sẽ phải cộng với một tính từ tan in chia, tức là một tính từ đơn âm tiết, chỉ có một âm tiết, ví dụ như họ này, lẳng này, rồi thì cao, rồi thì bằng, các thứ. Thế còn chi khu thì sao? Chi khu cộng với yang sẽ bằng với từ travertour. Chúng mình sẽ đến với một cái cụm ví dụ để thấy sự khác biệt. Cơ cờ hứa tỷ tỷ travertour cao. Travertour phía sau cộng với gì ạ? Cộng với một tính từ đơn âm tiết là cao. Nếu chỗ này các bạn nói là gì? Cơ cờ hứa tỷ tỷ chi khu cao. Vậy không được, là sai. Mà phải theo cái công thức phía dưới thì chúng mình phải chuyển thành gì? Chúng mình phải có cơ cờ hứa tỷ tỷ chi khu ý yang, sau đó mới cộng với tính từ cao. Các bạn mà không có ý yang đây là sai. Cơ cửa khớ tì thì chi khu ý yang cao. Chúng mình cũng đến một ví dụ nữa để thấy cái sự khác biệt. Chơi lì tờ tông thiên khớ bảy chinh trao bộ tua lớn. Như vậy các bạn thấy cái từ trao bộ tua phía sau có thể cộng luôn với gì? Một tính từ đơn âm tiết. Nhưng mà nếu mà chi khu thì phải cộng với gì nhỉ? Chi khu phải cộng với ý yang. Chơi lì tờ tông thiên khớ bảy chinh chi khu ý yang lớn. Chơi lì tông thiên hợp bảy chiên chi khu ý yang lận. Rồi vậy là điểm thứ nhất là các bạn thấy là có sự khác biệt là gì ạ? Nếu travertour mà cộng với một cái tính từ đơn âm tiết thì chi khu phải cộng thêm ý yang, sau đó mới cộng với tính từ đó. Cái sự khác biệt thứ hai đó là travertour có thể cộng với những cái số lượng từ, những cái từ chỉ thời gian và thường ám chỉ cái sự xấp xỉ. Nó dùng khá là khẩu ngữ. Còn chi khu thì không thể dùng như thế này. Ví dụ, wǒ yéyè, ông nội tôi, wǒ yéyè, chabuduo, chi shí suì lǎ. Ông nội tôi thì sắp xỉ 70 tuổi rồi. Chỗ này các bạn không thể dùng là chi khu, chi shí suì là sai đúng không? Hoặc ví dụ thứ hai, chabuduo, qiú diǎn lǎ, wǒ hái mèi you, nǐ hái mèi you qǐ chuáng nè. Tại sao mà sắp 9 giờ rồi mà vẫn còn chưa dậy. Chỗ này các bạn cũng không thể dùng là chi khu chiếu tiện là nỉ khai mấy chỉ chóng nào mà chỉ được dùng trao bộ tô thôi. Tiếp theo nữa thì cái chi khu có thể là một phó từ biểu sư yển khan chiêu yào phá sân ở chế của biên quỷ phá sân, tức là chỉ kiểu giống như là đưa ra phỏng đoán là gì ạ? Trước mắt thì có thể sẽ xảy ra, sắp xảy ra rồi, chiêu yào phá sân là, nhưng mà cái chiếu của cái kết quả thì vẫn chưa xảy ra. Ví dụ nhá, chúng mình có 今天早上起床晚了. Hôm nay tôi dậy muộn, 晚起. 上班几乎迟到了. Lúc đi làm thì gần như là đến muộn,几乎迟到了. Nhưng rất là may vẫn chưa đến muộn đúng chưa? 要不是你给我打电话，我几乎忘了今天要开会. Nếu mà cậu không gọi điện thoại cho tớ thì hôm nay xém chút nữa là tôi quên mất hôm nay phải họp. Thì các bạn sẽ thấy những cái chỗ này chúng mình cũng không dùng từ travertour, nó sẽ dùng chi khu là chuẩn ngữ pháp hơn. Rồi
差不多可以当形容词，几乎不可以。tức là gì ạ? Cái từ差不多có thể là một tính từ, còn 几乎thì chỉ là một phó từ thôi, không được là một tính từ. 我们俩的性格和爱好都差不多。tức là gì ạ? 我们俩là hai đứa chúng tôi, tự xưng cửa như vậy phải dịch từ phía sau, xưng cửa và ai hào, cái tính cách và sở thích của chúng tôi, hai đứa chúng tôi thì đều tương tự nhau, tương đồng nhau, giống nhau, chào bù tua. Cho nên, số ý, y chí, sư học hồng yêu. Cho nên vẫn cứ là bạn tốt, đúng chưa? Chưa lẻng chèn y phủ, khan chỉ lái chào bù tua. Hai cái bộ quần áo này thì trông có vẻ là tương đồng, chào bù tua, khan chỉ lái chào bù tua, trông khá là giống nhau. Vì sao mà chưa chèn chưa một quầy nào? Tại sao mà cái bộ này đắt như vậy? Đúng chưa? 不是看起来差不多吗？为什么这么贵呢？đúng chưa? Một bộ thì rất là đắt, một bộ thì không đắt bằng. Vậy là chúng mình có từ 差不多 có thể làm tính từ, còn 几乎 thì không được làm tính từ, chỉ là phó từ thôi. Và chúng mình sẽ cùng đến với bài gì ạ? Chọn từ điền vào cái chỗ này, điền vào chỗ trống. 这次比赛他们俩的分数啊，cái điểm số của cái lần thi này thì hai đứa nó làm sao? Các bạn sẽ dùng từ 差不多 hay được 几乎 ở đây? À, chắc chắn là chúng mình nên dùng từ 差不多. Hoặc cách thứ hai, nếu các bạn muốn dùng từ 几乎 thì các bạn phải thêm từ gì? 几乎一样. Đúng chưa? Mình hôm nay và nãy mình đã giảng rất là kỹ rồi ạ. 差不多 cộng với một cái tính từ một âm tiết, đơn âm tiết. Còn 几乎 muốn thế thì phải cộng thêm 一样nhá. 我的饮食习惯和他的什么什么一样，很清淡。chỗ này thì chúng mình có thể dùng từ 差不多, đúng chưa? 我的饮食习惯和他的差不多一样. Tại vì từ 一样, các bạn chú ý là từ 一样 có thể là một gì, là một tính từ, và cái từ 差不多 thì dùng rất là khẩu ngữ. À, chỗ này các bạn có thể dùng 几乎 cũng được, bởi vì 几乎 là một phó từ phía sau cộng với một tính từ được, đúng chưa? Cho nên cái chỗ này các bạn có thể dùng cả hai, trong khẩu ngữ thì cả hai đều dùng được. 我的饮食习惯, tức là cái thói quen ăn uống của tôi với anh ấy và anh ấy thì chi khu ý dàng, chào bù tù ý dàng. Với mình, cá nhân mình thì mình hay dùng từ chào bù tù hơn, bởi vì nó khẩu ngữ. Hẳn chinh đàn, tức là rất là thanh đạm đấy, rất là kiểu ăn nhạt thôi, không có bị nồng, cay. Tamen bì hậu, sau khi mà tốt nghiệp thì lẻng nén là gì ạ? Bao nhiêu năm? 2 năm, mấy ổ chè mẹ là. Như vậy chỗ này là một cái cụm từ chỉ thời gian, chắc chắn chỉ được dùng gì? 差不多, đúng chưa? Vừa nãy mình đã học rồi, không thể dùng 几乎 được. 差不多三年, 差不多两年没有见面了. 我忙的, tôi bận đến nỗi, 我忙的什么什么, 连自己的生日都忘了. Chỗ này thì các bạn sẽ để ý là chúng mình nên dùng một phó từ mà phía vừa rồi mình bảo đó là gì ạ? Nói về việc là cái việc đấy có thể sắp xảy ra nhưng vẫn chưa có kết quả, đúng không? May quá là tôi đã kịp nhớ ra. Tôi bận đến nỗi mà tôi dường như quên mất sinh nhật của chính mình. 我忙的几乎连自己的生日都忘了. Đến cả sinh nhật của tôi cũng, cấu trúc là lén tâu này, cái gì đến cái gì cũng quên mất. 我忙的几乎连自己的生日都忘了. Đó thì đây chính là cái bài tập mà các bạn có thể ôn lại cái sự khác biệt giữa 几乎và 差不多. Thông qua sự giải thích vừa rồi thì mình hy vọng là các bạn đã làm quen được hai cái từ này rồi, rất là dễ, đúng không ạ? Không có quá là kiểu mông lung như trước đó.